Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel mình. Mình là Đạo Xanh Tiên Sinh đó, ok. Hôm qua thì mình đã làm clip về con phù thủy rồi, nhưng mà mình thấy vẫn chưa ha, vẫn chưa phi, vẫn chưa đã. Ok, đây là mình lại tiếp tục đánh con này. Mình thấy nó quấn phê quá mọi người. Quấn nhà tốn thì nó hơi tội. Mình đánh nhà chiến nhật nhà mười nó chắc. Ok anh em, bây giờ let's go và nghe lập tức anh em. Anh em nào xem video của mình thấy hay cho một like nha, đến kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha. Ok, rồi tiếp tục cái series này, nhà mười quốc, nhà mười nha anh em. À, nhà mười xuống sót vô má luôn, sợ gì, nói chung là không có sợ nó thằng nào ấy, chiến thuật mà là không có sợ nó thằng nào, bất cứ thằng nào cũng chơi rồi ấy. Xuống sót mình còn đứng cho làm chứ mà không chất lượng các cho người chơi. Basso. Một lần nữa là Basso tiếp. Cảm ơn anh em đã xem clip mình nha, ok. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn á. Và CC anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo mình. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.